Mỗi năm hoa đào nở, lại thấy ông đồ già bày mực tàu giấy đỏ bên phố đông người qua. Vâng thưa quý vị, hình ảnh hoa đào nở luôn được người xưa yêu ái lựa chọn làm dấu hiệu cho sự khởi đầu của mùa xuân. Và nếu như quý vị có vô tình bắt gặp một cành đào, một cây đào bên vệ đường thì điều đó có nghĩa là xuân sắp về và Tết cũng sắp đến. Chúng tôi đến vườn đào Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội vào những ngày giáp Tết để cảm nhận rõ nhất không khí rộn ràng của một mùa xuân mới. Trong những ngày se lạnh cuối mùa đông, hàng nghìn gốc đào Nhật Tân đang từ từ vươn nở, khoe sắc. Từng luống hoa đào chạy dài thẳng tít tắp, những cây lớn được người trồng uốn nắn tỉa tót một cách cẩn thận, khéo léo. Chẳng phải khi hoa nở rộ cánh rụng đầy gốc, mà khoảnh khắc trên mỗi cành đào một vài bông đã nở, lại lác đác thêm dăm ba bông hồng phớt đang é ấp nở với lộc non xanh biếc. Đó mới là lúc hoa đào đẹp nhất. Người Hà Thành cũng thật biết thưởng hoa. Đợi đúng độ hoa đẹp, người đến mua hoa, người ngắm hoa, người chụp ảnh ra vào không ngớt cánh đồng Nhật Tân. Không bon chen vội vã, khách đến đây trước là ngắm hoa, sau là chọn cho gia đình mình một cành đào, một cây đào ưng ý. Theo quan điểm của ông cha, đầu năm mới mà chọn được một cành đào đẹp cũng thể hiện cho sự may mắn cả năm. Hôm nay là tôi đến đây để vừa là thăm vườn, vừa là để chụp ảnh và cũng có ý định sẽ là mua một cành đào về để chơi Tết. Cũng đã có lác đác những người đến chơi hoa, những người này chơi này là người ta cũng chơi hơi kỹ tính vì người ta muốn là chơi những cái gọi là hoa, những cái lứa hoa đầu tiên của vườn đào Nhật Tân này. Vườn đào Nhật Tân này nó có một cái đặc điểm là hoa rất là dày cánh, đẹp, thắm. Như muốn níu giữ khoảnh khắc đầy xuân sắc xuân tình của thiên nhiên, nhiều bạn trẻ cũng tranh thủ cơ hội đến với vườn Nhật Tân để được ngắm hoa đầu mùa và chụp những tấm hình lưu niệm. Nhưng dường như không khí Tết đã về sớm hơn trên mỗi vườn đào, vườn quất hay những cánh đồng hoa Tết ở bất kỳ nơi đâu. Chụp ảnh thì nhiều, cũng chơi thì cũng một số người dân người ta đi, người ta tham quan, người ta cũng mua chơi rồi. Cứ mong muốn như thời tiết như này kéo dài được đến Tết thì là đẹp, nên là hoa là ở nó thắm. Những ngày cuối năm cũ, ai ai cũng bận rộn tất bật với công việc. Nhưng nếu bạn muốn cảm nhận được cái không khí rộn ràng hân hoan khi sắp bước sang năm mới, bạn có thể đến với vườn đào Nhật Tân, nơi bật ngàn hoa đào, thứ hoa tiêu biểu cho mùa xuân phương Bắc và cảm nhận không khí ấm áp ấy.